Là có nhiều khách họ rất là băn khoăn, tại sao mà lấy cái máy 820 cầu ngang này, cabin điều hòa thì giá nó gần ngang ngửa với cái máy 892.2 cabin điều hòa luôn, rồi chỉ tránh lại khoảng tầm đồ lên quanh 10 triệu thôi, mà tại sao lấy trí lại chọn cái máy 820 này mà không phải là chọn chiếc 892.2? Nhận được cái máy này thì mình cảm giác như thế nào, thấy có sướng không, thấy có phù hợp với cái phong thủy mình không? Ok hả? Bởi vì anh thấy cái chiếc này cũng màu đỏ luôn, nếu mà cái quả này màu đỏ nữa thì đúng rồi. Hả? Hình như là mình đang thích màu đỏ à hay đó? Dạ. Tuổi của mình hợp màu đỏ à? Em khoái màu đỏ. Khoái màu đỏ. Hello anh chị cô chú nhá. Chào mừng anh chị cô chú đến với kênh YouTube của Năm Máy Cày. Hôm nay rất là vui lại được gặp lại anh chị cô chú. Video này thì Năm sẽ quay chi tiết đi giao máy một cái chiếc máy mới đầu tiên 820 cầu ngang cabin điều hòa, và đặc biệt là cái sơn lốc của nó là màu đỏ nha anh chị cô chú nhá. Phiên bản mới nhất năm 2024 được giao cho một cái anh khách ở Hảo Đức, Châu Thành, Tây Ninh nha anh chị cô chú nhá. Năm sẽ đi quay chi tiết và đặc biệt là Năm sẽ phỏng vấn khách xem thử khi khách mua được cái máy này thì lý do như thế nào, tại sao khách mua và không chọn cái loại khác, bởi vì cái chiếc 820 cabin điều hòa cầu ngang này cái giá của nó khá cao gần ngang ngửa với là cái máy 892.2 lần, nên là lý do tại sao mà khách lại chọn cái máy đó. Anh chị cô chú nhớ theo dõi kênh YouTube Năm Máy Cày nhá. Chị cô chú nhá, đây là cái chiếc Belarus mà Năm vừa mới nói cho anh chị cô chú biết, chiếc 820 820 đây, 820 cabin điều hòa, cầu của nó là cầu ngang nhá, cầu của nó là cầu ngang là cầu như này đấy. Anh chị cô chú nhớ theo chân Năm Máy Cày để đi Châu Thành, Tây Ninh để xem thử là khách ở dưới đó thì họ sử dụng cái máy vào việc gì và tại sao lấy cái mua 820 chứ không phải 892 hoặc là 892.2 nhá. Rồi ok, mời anh chị cô chú cùng theo chân Năm Máy Cày. Rồi ok anh em bô tèo nhá, cơ bản là xe đã lên và mình sẽ đi nhá. Rồi mời anh em bô tèo cùng Năm Máy Cày đi giao máy và phỏng vấn khách xem thử nhu cầu của khách như thế nào, tại sao khách lại mua máy này. Bye bye, hẹn gặp lại anh em ở Tây Ninh. Bye bye. Hello anh em nha, hiện tại Năm đang còn có mặt ở Châu Thành, Tây Ninh nha anh em nha. Đây biết rồi. Đây nha anh chị cô chú nha. Rồi chú quay thuộc lá cho anh chị cô chú xem luôn. Đây là cây thuộc lá nha anh chị cô chú nhá. Đây quay thực tế cho anh chị cô chú xem luôn. Cây rất là cao, lá rất là nhiều. Lá bự luôn này. Ở đây người ta gọi là cây thuộc lá vàng, mênh mông bạt ngàn luôn. Đấy, mùa này là mùa của cây thuộc lá này, mùa thu hoạch của cây thuộc lá này. Đây rất là nhiều luôn. Chủ chả, cái này anh nào mà thích hụt thuộc rễ ở ngoài quê, ở khu vực miền Trung miền Bắc có thuộc rễ là cái này người ta sắt nhỏ ra rồi người ta hụt luôn đấy, mênh mông luôn, toàn cây thuộc lá vàng nhá. Quá trời quá đất. Khu vực Châu Thành này là nổi tiếng cái cây thuộc lá vàng này đó, nhiều không? Đấy nha anh em nhá, chỗ này là đây này, giờ mùa này là mùa thu hoạch thuộc lá đấy, dọc phơi dọc hai bên đường luôn đó, thấy chưa? Loại này thì người ta sẽ bán về cho công ty thuộc lá ở Khánh Hòa, Khathaco Khánh Hòa, công ty thuộc lá. Rồi ok, với anh chị cô chú cùng theo dõi video nhé. Hello anh chị cô chú nhá, hiện tại Năm đang có mặt tại Hảo Đức, Châu Thành, Tây Ninh nhá. Đây xe cũng vừa mới đến xong. Đây nhà của idol TikTok.
là Lê Trí. Nhà khá là nhỏ. Khoảng tầm đây chắc khoảng tầm độ nhà khoảng tầm độ vài ngàn mét vuông thôi chứ không được lớn lắm. Có cả xưởng xưởng gia công hạt điều nữa nhá, xưởng gia công hạt điều ở bên này. Đây công nhân ngồi ở bên trong này rất là nhiều. Làm bên chuyên về bên hạt điều. Ai mua hạt điều gì thì cứ liên hệ năm mấy cây đây giới thiệu cho nhá, đại lý nhá. Thì là năm phải quay cái xưởng chế biến hạt điều này cho anh chị cô chú cùng xem nhá. Đây công nhân đang ngồi làm sạch vỏ. Hello anh chị cô chú nhá, đây là xưởng điều lúc này nóng cỏ nói. Đây quá trời điều luôn. À loại này thì hạt em thấy nhỏ hơn anh hề. Dạ loại này cái nhân nó nhỏ hơn. Đấy anh Tuấn chủ vừa điều. Đấy. Anh chị nào mà quan tâm muốn phân phối cái mặt hàng này thì liên hệ với là anh Tuấn nhá. Đấy điều quá trời điều. Ngoài kia công nhân đang còn bóc cái vỏ nhá. Đây điều quá trời điều luôn. Cái này ngửi cái mùi thì vừa béo thôi chứ đâu còn đâu cần phải ăn đâu phải không anh? Đúng rồi, anh này ăn dơ lắm. Ngửi mùi ở đấy, ngửi mùi là đã béo rồi. Cầm tay dơ lắm. À dạ dạ. Anh quay em không nói biết. Quay sơ nổi tiếng phải không? Ừ. Hiện tại điều ở đây là mấy cô mấy chị ở đây là đang lột cái vỏ làm sạch rồi xong bắt đầu mới qua cái khâu làm sạch này nhá. Khâu làm sạch rồi bắt đầu mới đến tay người tiêu dùng. Đây rất là nhiều, rất là lớn. Đây bà chủ đây. Chào chị. Dạ. Đi giao máy rồi quay review cái xưởng điều cho anh chị cô chủ luôn. Anh chị cô chủ nào mà quan tâm muốn phân phối điều đó, muốn bán điều thì cứ alo cho năm mấy cây nhá, kịp nối lớn nhá. Đây giá thì anh chị biết rồi, giá là ok, bao giá nét luôn nhá. Rồi ok anh chị cô chú. Rồi hello anh em nha, đây là những bước đi đầu tiên của chiếc 820 cabin điều hòa cầu ngang lóc đỏ ở Hảo Được Châu Thành Tây Ninh nha anh em cô tèo nhá. Đấy máy đã xuống nhá, tới nhà khách luôn, đạp chân xuống nhà khách. Đấy chúc khách hàng thật là nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và gặp thật là nhiều may mắn nhá. Mời xuống xe xong nha, xuống xe xong nha. Đây là hình ảnh đầu tiên của chiếc máy 820 cầu ngang cabin kính điều hòa ở Hảo Được Châu Thành Tây Ninh nha anh chị cô chú nhá. Đây nhà rất là rộng, nhà còn có cả chiếc xe tải nữa, xe tải rất là mới. Đây anh Trí là cái xưởng gia công hạt điều rồi là thuộc lá vàng đó, là ở trong cái xưởng này, từ đây kéo ra từ ngoài kia luôn. Đây năm mấy cây nhá. Đấy rồi mát không, đây để lên quay coi thử ngồi trên này coi. Ủa, nó khổ mạnh này. Sơn mà mùi giá mà. Rồi hello anh em motel nha, hiện tại năm đã giao máy xong
Đây anh em bên gia đình của em Trí, anh Tuấn đang còn mời anh em bữa tiệc mặn. Đây có bò chao, lẩu, rồi bia, mời anh em ngồi giao lưu cho vui. À, được thôi chứ có gì đâu. Rồi đây máy móc các thứ đây. Cái phần quà tặng thì cái này thì gần như máy nào cũng có hết nha anh em nhé. Cái này thì cái chính sách nó đi theo cái máy. Còn nhớt thì cái này là đang được tặng kèm vì cái máy của Trí là đã làm việc từ trước đó, chính sách từ trước tháng 3 nên là phải có tặng được tặng kèm nhớt. Còn từ tháng 3 đổ về sau này thì sẽ không có tặng kèm nhớt theo nha. Trong tháng 3 sẽ không có tặng kèm nhớt theo. Và đặc biệt một cái ở trong tháng 3 này nữa thì có một cái gọi là khác cho những người, anh em nào mua máy mà sử dụng ít anh chị cô chú nào mua máy mà mình mà chọn cái chính sách không bảo hành, không bảo dưỡng á, thì sẽ được hỗ trợ 10 triệu nhá, hỗ trợ 10 triệu trực tiếp vào giá máy luôn đấy. Rồi và một cái nữa là giá máy trong từ tháng 3 thì sẽ không có vận chuyển nhá, giá tại công ty chứ có vận chuyển. Đấy rồi, ok anh em nhá. Anh cũng làm mấy con bia nên là cái mặt nó hơi tươi một tí. Thì tiền đây thì bởi vì là có nhiều khách họ rất là băn khoăn tại sao mà lấy cái máy 820 cầu ngang này, cabin điều hòa thì giá nó gần ngang ngửa với cái máy 892.2 cabin điều hòa luôn, nó chỉ chênh lệch khoảng tầm đồ lánh quanh 10 triệu thôi, mà tại sao lấy tí lại chọn cái máy 820 này mà không phải là chọn chiếc 892.2? Tại vì nói năm á là dùng của em á là nó xài cái loại này nó hợp hơn. Hợp là sao, hợp đó? Kiểu như là cái 892 em nó lỡ lẹ bơm. À lỡ lẹ. Thì đất của em đây là đất nhỏ. Đất nhỏ. Dạ. Em sử dụng cái loại này nó dễ hơn. Chứ còn cái 892 nó chạy nhanh quá. Nhanh quá. À cái bánh nó bánh như thế nhá, 892 thì bánh lớn đúng rồi đó, mà 892.2 nó cũng lở nhanh luôn hả? Nó lở nhanh hay là lở chậm? Lở lẹ. Lở lẹ. À 892.2 với 892 là lở lẹ. Đúng rồi. À. Rồi. Với Lâm hiện tại mình mua cái máy này về thì mình để làm việc gì? Em thì chủ yếu là thuốc lá vàng á. Thuốc lá, đi làm gì với cái thuốc lá? Cái cây à? Cây sới đồ này. À cây sới làm đất thuộc lá rồi đi kéo. Rồi khi mình nhận được cái máy này thì mình cảm giác như thế nào? Thấy có sướng không? Thấy có phù hợp với cái phong thủy với nhau? Ok. Ok hả? Bởi vì anh thấy cái chiếc này cũng màu đỏ luôn nè, mà cái quả này màu đỏ nữa thì đúng là hả? Hình như là mình đang thích màu đỏ à hay sao? Dạ. Tuổi của mình hợp màu đỏ à? Em muốn khoái màu đỏ. Khoái màu đỏ. Ai cũng khoái màu đỏ, gần như ai cũng khoái màu đỏ cả. Vậy là khi mình về công ty mình chạy thử rồi giờ nhận trực tiếp cái máy ở tại nhà luôn thì em thấy như nào? Khi mình lên chạy cái xe thì nó so với những cái xe trước của mình sở hữu thì thấy nó như nào? Em thấy thì ok hơn nhiều. Ok hơn nhiều, ok cả gì? Anh Năm thì cái nói chuyện quá vui. Nói chuyện quá vui, cái đó là dạng kiểu là lúc nhỏ anh đần như vậy thôi. Cái này vui là vui từ nhỏ. Phải không anh Vũ? Rồi rồi xin phép khán giả của kênh Thiên Phủ TV với là kênh YouTube năm mấy cây nhá, năm chín chúc mừng Trí với là anh Tuấn cùng đại gia đình năm mới 2024 thật là nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và gặp thật là nhiều may mắn nhá. Rồi ok rồi, cảm ơn rất là nhiều nhá. Rồi ok anh chị cô chú nha. Rồi bye bye anh chị cô chú nha. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để theo dõi những cái chính sách giá bán của cả cái thương hiệu máy cây và các loại nông cụ hiện tại bên công ty Goldmark đang còn phân phối nha. Rồi ok bye bye, hẹn gặp lại anh chị cô chú. Chúc tất cả mọi người thật là nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và gặp thật là nhiều may mắn nha. Bye bye.